Trước đây trên các trang mạng xã hội từng có nhiều bài viết phê phán về vấn đề các bạn trẻ đi phượt, tức du lịch bụi, đã thiếu ý thức trong hành xử nơi công cộng, như đạp lên hoa để chụp ảnh, vứt rác bừa bãi, nằm ngủ tràn lan trên đường phố. Nhưng không phải tất cả các bạn đi phượt đều hành động và cư xử như những thông tin được nêu trong các bài viết. Trên thực tế, rất nhiều bạn trẻ đã kết hợp phượt với nhiều hoạt động có ý nghĩa như đi phượt kết hợp với từ thiện, cùng nhiều hoạt động hữu ích cho cộng đồng. Trong đó, hoạt động dọn rác diễn ra sôi nổi với mục tiêu phượt là không xả rác đã tạo nên một sức lan tỏa mạnh mẽ. Hành động này đã thu hút hơn 400 thành viên của nhóm ở phượt, đa phần là sinh viên, đã tham gia dọn rác tại các con đường lên xuống núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh. Ở phượt là tên gọi một nhóm bạn trẻ mê du lịch bụi tập hợp lại với nhau. Hiện nay, trang Facebook của nhóm này đã có 78.132 thành viên. Mục tiêu của nhóm trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mục đích nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ. Đây được coi là hoạt động xuyên suốt từng ngày, từng tháng, từng năm của nhóm phượt. Mong rằng những hành động này sẽ ngày càng lan tỏa rộng hơn nữa trong cộng đồng phượt nói chung và nhóm ở phượt nói riêng. Cảm ơn những hành động vì cuộc sống của các bạn. Tuổi trẻ của các bạn đã không bị trôi đi một cách vô nghĩa. Không một ai trở lại được thanh niên, cho nên các bạn trẻ hãy hướng hành động của mình vào những gì đem lại sự tốt đẹp cho cuộc đời. Chúc các bạn đi phượt sẽ có thêm những cuộc hành trình trải nghiệm thật tuyệt vời, bổ ích, an toàn, đồng thời có thêm nhiều hoạt động thiết thực hữu ích để hình ảnh cộng đồng phượt ngày càng trở nên đáng yêu hơn trong tình cảm của mọi người. Trước đây chắc Thảo cũng đọc không ít bài báo về những phượt thủ khi mà đi du lịch đến những cái địa danh á, thì các bạn rất là thiếu ý thức, ví dụ như là bứt hoa, bẻ cành, rồi xả rác và gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Đồng ý là cũng có một số ít thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì Camera Cận Cảnh lại gửi đến chúng ta một thông tin rất là vui về một nhóm bạn đang hoạt động với một cái động thái tác động rất là tốt đến cộng đồng và môi trường, đặc biệt là cái chuyện thu gom rác. Hay quá. Tại vì thật ra đó thì cái cụm từ phượt thủ hiện giờ đang bị nhiều người đánh giá rất là thấp về cái ý thức của các bạn. Ví dụ như mới đây chúng ta thấy là rất nhiều phượt thủ khi đến một ngôi chùa thì các bạn đã xả rác rất nhiều và làm gây ảnh hưởng đến cái cảnh quan chung. Thì cái câu chuyện này của các bạn phượt thủ này lại làm cho chúng ta thấy là bên cạnh những cái điều xấu thì vẫn còn đó những cái điều rất tốt, đúng không? Và chúng tôi chỉ mong là những bạn khác khi mà tham gia vào chương trình phượt thủ của mình thì các bạn sẽ góp phần ý thức hơn về việc bảo vệ cảnh quan và đừng để những cái hình ảnh xấu của các bạn theo ý nghĩa là một con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng đến những phượt thủ chân chính nha. Và thưa quý vị, môi trường là của tất cả chúng ta và của chính chúng ta chứ không của riêng ai hết. Cho nên việc bảo vệ môi trường, điều đặc biệt hơn nữa là yếu tố xả rác xung quanh là một điều vô cùng đơn giản. Thì Thảo tin chắc là mỗi người, ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Bởi vì ngay cả bản thân đối với con trẻ, chúng ta cũng dạy con bỏ rác đúng nơi quy định ở cái độ tuổi còn rất nhỏ. Vậy thì chính bản thân chúng ta mỗi người sẽ một tay để làm sao cho môi trường của mình ngày càng trong sạch đẹp hơn. Đây là hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại. Đoạn đường nhỏ hẹp, lầy lội đang được sửa chữa. Xe ô tô 4 bánh, xe tải muốn qua được bên kia đường thì phải băng xuống một dòng suối nhỏ. Những chiếc ô tô xe tải lần lượt nối đuôi nhau để vượt qua dòng suối và con đường lầy lội. Nhưng chẳng may, chiếc xe ô tô màu xám đã bị mắc lầy. Cho nên tài xế đang cố gắng cho xe vượt qua, nhưng không cách nào vượt qua được. Thấy được sự khó khăn của tài xế, mọi người xung quanh cùng nhau đẩy chiếc xe ô tô mắc lầy này qua đoạn lầy. Nhưng do đường quá lầy lội và trơn trượt nên mọi người càng đẩy thì chiếc xe càng bị trượt bánh nhiều hơn. Một chiếc xe bán tải cũng tham gia cứu hộ chiếc xe mắc lầy này, nhưng cũng không thể kéo chiếc xe vượt qua đoạn lầy được. Sau hai lần không thành công, chiếc xe ô tô màu xám đã may mắn được chiếc xe ô tô màu đen vượt qua đầu tiên dùng dây kéo đi. Và cuối cùng cũng thoát khỏi vũng lầy. Chiếc xe ô tô này và người tài xế đã rất may mắn vì vừa được người dân trên đường giúp đỡ, vừa nhận được nghĩa cử thân thương từ những anh tài xế tốt bụng trên đường đi. Những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường phố là điều không thể lường trước được. Nhưng những hành động đẹp đến từ người khác như thế này sẽ là những kỷ niệm khó quên cho những người nhận được sự giúp đỡ đúng lúc, đồng thời cũng là lời kêu gọi dành cho tất cả mọi người. Hãy chung tay giúp đỡ người gặp hoạn nạn để tình người vẫn tiếp tục phát triển trong xã hội hiện nay.